Chào các bác nhé. Hôm nay em đi rừng tình cờ gặp một loài lan. Nói chung em cũng ít chơi về lan, nhưng em tình cờ thấy một loài lan nó có cái mùi hương nó tỏa cực kỳ thơm các bác, nên em sẽ hái đem về. Và đây em sẽ cho mọi người thấy cận cảnh nha. Đấy, nó mọc rất đều, hai bên cánh của nó thật sự quá tuyệt các bác. Cái mùi của nó cực kỳ thơm luôn. Này, bên này có 5-6 bông mà nói chưa nở. Đấy, đây bông nhỏ này. Đó, nói chung cây này nó rất nhiều bông. Bên này một bông nữa. Đây, đó con. Nó rất đẹp. Thật sự ngửi cái mùi thơm của nó là em nổi da gà luôn. Hay là đôi lúc nó thuộc loài lan bình thường ấy, nhưng thấy đẹp tạm thời cứ đem về đã. Có gì về nhà em sẽ quay tiếp nhá. Em hái cái lan này ở gốc cây này các bác. Đây này, đó. Nơi gốc cây nhỏ. Gốc cây này nó gãy do mưa bão. Bên cái lan đây nữa, bên này có lan đấy. Đấy, rất nhiều. Bên này nó chưa có hoa mà em sẽ đem về. Là lan này thì gặp rất nhiều, nhưng để nó ra hoa được như hoa em quay khi hồi ấy, thì nó cực kỳ khó. Giờ em quay lại một lần cho mọi người cùng ngắm cái vẻ đẹp tuyệt trần của nó nha. Đấy, đúng là độc lạ các bác. Nếu đây là hoa lan có giá trị thì để chắc em sẽ